Đề lý thuyết chuyên đề Carbo đề số 02. Đây là những cái câu tuyển tập những câu lý thuyết mà hay sai nhất. Câu số 1 đề chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Chất nào sau đây là tên của một carbohydrate? Tên của một carbohydrate. Thì glucose là carbohydrate chứ axit acetic thì không phải. Ethylene glycol không phải, ancolytic càng không. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Nha. Câu số 2 ạ. Chất nào sau đây là disaccharide? Disaccharide thì tinh bột là polysaccharide này, cellulose là polysaccharide này, glucose là monosaccharide này, saccharose là disaccharide. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu số 3. Chất nào sau đây là thành phần chính của bột tre gỗ dùng để sản xuất giấy? Các em lưu ý nhé, đề bảo là dùng để sản xuất giấy. Thế thì thành phần chính của bột tre gỗ dùng để sản xuất giấy thì nó chỉ có thể là cellulose mà thôi, đúng không? D ạ. Câu số 4 ạ. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? Các em lưu ý nhá, bọn này rất quan trọng. Phrup và glu thì cùng công thức phân tử là C6H12O6 nên chắc chắn nó là đồng phân. Maltose và sac thì cùng công thức là C12H22O11 nên chắc chắn nó cũng là đồng phân. Methylformate là HCOOCH3 và axit acetic là CH3COOH, đúng không? Thì nó cũng chắc chắn là đồng phân. Tinh bột và cellulose mặc dù cùng công thức là C6H10O5 tất cả n lần nhưng nó lại không phải là đồng phân của nhau, bởi vì cái số mắt xích của anh tinh bột và số mắt xích của anh cellulose nó khác nhau nhá. Vì vậy không phải đồng phân là đáp án đúng là đáp án A. Ok chưa? Câu số 5 ạ. Glucose không có tính chất nào dưới đây ạ? Glucose không có tính chất nào dưới đây ạ? Thì glucose nó sẽ không có tính chất, dĩ nhiên nó tác dụng với CO2 lần thì nó sẽ là tính chất của một polyol, đúng không ạ? Lên men tạo ancolytic. Ok. Tính chất của nhóm anhydride chắc chắn. Vậy nó là tham gia phản ứng thủy phân thì glucose của chúng ta nó là monosaccharide thì nó không tham gia phản ứng thủy phân. Vì vậy nên không có tính chất nào dưới đây thì nó là gì? Ok nha. Câu số 6 ạ. Thuốc thử để phân biệt hai anh glucose và fructose là thuốc thử để phân biệt hai anh glucose và fructose là gì? Thì thuốc thử để phân biệt hai anh đấy thì nó là gì ạ? Nó là nước brom. Glucose thì làm mất máu dính từ brom. Fructose thì không làm mất máu dính từ brom. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu số 7 ạ. Fructose là chất kết tinh không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong quả ngọt như dứa, xoài. Công thức phân tử của fructose là, thì fructose và glucose nó đều là monosaccharide nên nó đều có chung một công thức phân tử là C6H12O6. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 8 ạ. Quả chuối xanh thì có chứa chất X làm iốt chuyển thành màu xanh tím. Thì vậy chất X nó thì làm iốt chuyển thành màu xanh tím thì nó chỉ có thể là tinh bột mà thôi nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 9 ạ. Đường nho là tên gọi khác của glucose. Số nguyên tử hydro trong phân tử glucose. Đúng không ạ? Thế thì công thức phân tử glucose là gì ạ? C6H12O6. Vậy số nguyên tử hydro trong nó là 12 ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 10 ạ. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Cellulose là không phân nhánh. Polyethylene là không phân nhánh. Amylose là không phân nhánh. Vậy chỉ có amylopectin là phân nhánh thôi nhá. Các bạn rất hay bị sai chỗ này. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 11 ạ. Khi nói về saccharose, khẳng định nào sau đây là không đúng? Khi nói về saccharose, khẳng định nào sau đây không đúng? Trong phân tử có nhóm chức anhít, sai rồi. Công thức phân tử của C12H22O11 đúng, là một disaccharide cấu tạo từ gốc glucose và gốc fructose, đúng tiếp. Thủy phân saccharose thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng ngược, chính xác. Vậy ở đây không đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 12. Câu số 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Sắt được dùng trong công nghiệp tráng gương. Sai. Glucose mới được sử dụng làm trong công nghiệp tráng gương. Glucose được dùng trong công nghiệp sản xuất saccharose. Cellulose là nguyên liệu để sản xuất một số tơ nhân tạo, đúng.
Tinh bột được dùng cho công nghiệp sản xuất bánh kẹo cũng chính xác. Vì vậy nên không đúng là glu được dùng cho công nghiệp sản xuất saccharose là sai. Bởi vì công nghiệp sản xuất saccharose là chúng ta sử dụng gì ạ? Từ cây mía nhá. B ạ. Câu 13. Cho các chất sau, những chất khi bị oxy hóa hoàn toàn mà thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Thế thì phải dựa vào cái công thức thôi ạ. Glucose là C6H12O6, nó thuộc dạng là CnH2n. Vậy thì số mol CO2 bằng số mol nước. Fructose cũng như vậy, xác là C12H22O11. Thì mình nhìn thấy không? Chắc chắn là thu được số mol CO2 lớn số mol nước. Chính xác một anh. Và sen là C6H10O5. Thì cũng vậy đúng không ạ? Vậy mình sẽ có là thằng xác và thằng sen. Vậy đáp án đúng của mình là thằng B. Câu số 14 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Glucose bị thủy phân trong môi trường axit. Glucose bị thủy phân trong môi trường axit. Sai. Glucose làm sao bị thủy phân trong môi trường axit được? Tinh bột là chất lỏng ở nhiệt độ thường. Sai. Tinh bột là chất rắn. Cellulose thuộc loại disaccharide. Sai tiếp. Dung dịch xác hòa tan được CO2 lần. Hoàn toàn chính xác. Vậy đúng ở đây của chúng ta là đáp án gì? Câu 15 ạ. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng thí nghiệm với các chất XYZ ở dạng dung dịch. Các chất XYZ lần lượt là gì? Thì ở đây mình có nhá. X và AgNO3 có cái tổ bạc thì không thể là xác được. Đúng không ạ? X vào dung dịch nước chrome mà mất màu vậy không thể là fructose được. Vậy nó chỉ có thể X là glucose. Đúng chưa? Y là saccharose và Z là fructose. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 16 ạ. Carbohydrate Z tham gia chuyển hóa Z cộng CH lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Thế vì vậy nên Z của chúng ta không thể là tinh bột nhá, không thể là tinh bột, không thể là sen được. Z tác dụng AgNO3 cho kết tổ bạc, vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B. Câu 17 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau. Bước 1, cho 1ml dung dịch AgNO3 1% ống nghiệm sạch. Ok, không vấn đề gì cả. Bước 2, thêm từ từ từng giọt NH3, lắc đều đến khi kết tụa tan hết, không vấn đề gì hết. Thêm tiếp một khoảng 1ml dung dịch glucose 1% vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ. Thế thì sản phẩm hữu cơ thu được bước 3 là sorbitol là sai. Nó phải thu được amoni gluconat nhá. Cái này đứa nào bạn nào mà học cái khóa học online của thầy thì sẽ nắm được chắc cái phần lý thuyết này nhá. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của anhít, chính xác. Sau bước 3 có lớp kim loại bạc bám trên thành ống nghiệm, chính xác, bởi vì là đây là phản ứng trắng bạc. Và bước 3 có thể thay thế việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng, chính xác. Vì vậy nên sai ở đây là A. Câu 18 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là hydro hóa hoàn toàn glucose tạo axit gluconic, sai, thu được sorbitol cơ. Phản ứng thủy phân cellulose xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ, chính xác. Cellulose 3D-drat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo. Sai, thằng này là thuốc súng không khói, chứ không phải nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo. Saccharose bị hóa đen trong H4 đặc, chính xác. Bởi vì H4 đặc nó háo nước, nó lấy nước chỉ còn carbon. Trong công nghiệp dược phẩm thì sac được dùng để pha chế thuốc, chính xác. Vậy mình sẽ có 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 19 ạ. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Glu và sac thì đều là chất rắn, có vị ngọt, dễ tan trong nước, chính xác. Tinh bột và sen thì đều là polysaccharide, chính xác. Dung dịch glucose, saccharose đều hòa tan CO2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam, chính xác. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp tinh bột, sac chỉ thu được một loại monosaccharide, sai. Sac thì thủy phân mình sẽ thu được alpha glu và beta fructose. Đúng không? Chứ không phải là một loại monosaccharide, sai. Có thể phân biệt glu và fructose bằng AgNO3 là sai, bởi vì glu và fructose thì đều tác dụng AgNO3 trong NH3, do fructose ở trong môi trường kiềm biến thành glu. Glu và sac thì đều tác dụng hydro tạo thành sorbitol, sai, sac không tác dụng hydro tạo thành sorbitol được. Vậy mình có số phát biểu đúng là 1, 2 và 3. Ok ạ. Câu 20 ạ, câu cuối cùng. Hydro hóa hoàn toàn glucose tạo thành sorbitol, chính xác. Dung dịch của glucose hay saccharose đều hòa tan siêu hóa lần ở nhiệt độ thường, chính xác. Cellulose 3D-drat là nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói, chính xác. Trong amylopectin, các gốc alpha glucose chỉ liên kết với nhau bằng liên kết 1,4 glycoside, sai, nó còn 1,4 và 1,6, thiếu.
glu và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau trong môi trường kiềm. Sai. À đúng, đúng vậy. Trong môi trường kiềm chuyển hóa lẫn nhau đúng. Glu là hợp chất hữu cơ đa chức là sai, tạp chức. Vậy đây mình sẽ có số phát biểu đúng là A, B, C, E, 4 phát biểu đúng. Ok ạ. Và cái buổi học ngày hôm nay với cái đề lý thuyết 02 xin tạm dừng ở đây. Đây là những cái câu lý thuyết rất là hay và các bạn cần phải, nếu các bạn bị làm sai nhiều thì các bạn cần phải tập trung hơn về phần làm lý thuyết của carbohydrate. Và những bạn nào mà cảm giác thấy rằng việc tự học của mình khá là khó, cần một người định hướng thì có thể inbox cho thầy và tìm hiểu các khóa của thầy. Ok ạ. Bye bye, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại vào buổi sau.